con thôi hả? Mẹ đi tiếp thôi. Và đây là con à, con gì á? Con gì chen con mà để ông cho nó gửi các bạn. Đấy. Ok. Thì đi tiếp thôi. Ok, thì tiếp tục là mấy con cá. Tiếp tục là mấy con cá. Ủa sao đấy này? Ok. Thì bây giờ mình sẽ vô cho bạn. Đây là cái nước này. Nó mờ mờ vậy ta. Ui, có một cái con gì kia. Ê, hình như con hải cẩu, đúng rồi, con hải cẩu. Mình gọi là từ biển ấy. Bên này như con gì đấy. Ok. Ồ, một đống hải cẩu luôn. Đây, một đống hải cẩu luôn nè.
trường kia mình trượt. À, mình sẽ đi lên con trường kia mình trượt. Càng ngày càng lên. Đầu xanh nước mặt. Let's go, let's go. Ok. Sẽ lên con trường này mình trượt nữa vậy. Nhưng mà mình chỉ quay một khúc ngắn thôi. Chỗ này nó cũng khá là rộng đó. Chỉ quay một khúc ngắn thôi. Bởi vì nhân tạo cho các bạn coi, hồi kia rất là sâu. Ok, mình sẽ đi lên thang. Cái này kiểu như cầm chút nước. Trời ơi, đứng trên đây là cái này. Giờ mình sẽ trượt xuống. Trượt xuống đây. Ôi. Đậu xanh. What? Đi thôi. Đi thôi. Không sao. Giờ mình sẽ lặn xuống cho các bạn coi. Nếu các bạn thích cái video này hãy để lại cho mình.